Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu với đoạn thơ tiếp theo. Hôm trước ấy thì chúng mình có học đến bức tranh tứ bình rồi với bốn mùa đông, xuân, hạ và thu đã được diễn tả qua những cái câu thơ trong bài thơ Việt Bắc. Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu 10 câu thơ tiếp nhé. 10 câu thơ này thì tái hiện về gì ạ à? những kỷ niệm tái hiện kỷ niệm những ngày kháng chiến gắn với thiên nhiên việt bắc tái hiện kỷ niệm những ngày kháng chiến gắn với thiên nhiên việt bắc được không nào các bạn ơi đây sẽ là cái phần nội dung mà chúng mình sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo và các bạn có nhớ cái đoạn thơ này không ạ? À? chị xin phép được chia bố cục của đoạn thơ này cụ thể như sau. chúng ta có câu thơ đầu tiên vậy thì bố cục sẽ là một được không ạ? À? ba được không nào? một này ba này hai này hai được không ạ? À? một ba 2 và 4. Đó, chúng mình có 10 câu thơ tiếp nhá. Và chúng ta sẽ chia cái bố cục nhỏ hơn như vậy để có thể được gọi tên được rõ ràng cái nội dung của từng câu thơ dễ hơn. Ok chưa nào? Trước tiên chúng mình có câu thơ đầu tiên ạ. Câu thơ đầu tiên có thể thấy nhá. 10 câu thơ này là 10 câu thơ tái hiện lại kỷ niệm trong những ngày kháng chiến gắn với thiên nhiên và cụ thể chúng ta có đoạn thơ đó như sau nhớ khi giặc đến giặc lùng rừng cây núi đá ta cùng đánh tây núi răng thành lũy sắt dày rừng che bộ đội rừng vây quân thù mênh mông bốn mặt sương mù đất trời ta cả chiến khu một lòng ai về ai có nhớ không ta về ta nhớ phủ thông đèo giàng nhớ sông lô nhớ phố ràng nhớ từ cao lạng nhớ sang nhị được không ạ? À? Chúng mình có 10 câu thơ đấy. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau phân tích theo cái bố cục mà chúng ta đã chia ở đây nha. Và chị xin phép sẽ được chèn vào đây một cái bảng cùng với các bạn nhé. Được không nào? Ở đây mình sẽ có đó chính là về bố cục. Và bên này sẽ là nội dung nhá. Được không ạ? À? Chúng mình có một bên là bố cục và một bên là nội dung. Cụ thể 1 3 2 và 4 nhá. Thì câu thơ đầu tiên ở đây là câu thơ gì nhỉ? À, tái hiện một cách cụ thể hoàn cảnh đầy căng thẳng. Được không ạ? À? Nào, đây là hoàn cảnh trong thời điểm lúc bấy giờ và hoàn cảnh đó được diễn tả bằng câu thơ. Nhớ khi giặc đến nhớ khi giặc đến giặc lùng được không ạ? Các bạn ơi, ở cái câu thơ đầu tiên này là cái câu thơ gợi cho chúng ta cái hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại. Vậy thì hoàn cảnh đó là hoàn cảnh như thế nào nhỉ các bạn nhỉ Là những hoàn cảnh như thế nào đấy? Là hoàn cảnh như thế nào nhỉ Có thể thấy cái cảm xúc bao trùm của đoạn thơ này vẫn là nỗi nhớ và đó là nỗi nhớ về gì đấy? đó là nhưng mà khác với cái giai đoạn trước thì nỗi nhớ trong đoạn thơ này mang cả cái âm điệu sụp sôi của những ngày kháng chiến được không ạ? À? à nỗi nhớ nhưng cộng thêm với cả một cái tinh thần sụp sôi của những ngày kháng chiến các bạn nhá à vậy là ở đây vừa nhìn thấy nỗi nhớ vừa nhìn thấy tinh thần và cái gì ạ à? cái khoảng thời gian nhớ đến ở được đề cập ở trong đoạn thơ này đó chính là nhớ đến những ngày giặc đến giặc lùng giặc đến giặc lùng được không ạ à? chúng ta có thể thấy rằng là đây là những cái ngày đầu bắt đầu cho cuộc kháng chiến gian khổ. Đó là cái giai đoạn cầm cự phòng ngự và bộ đội ta phải dựa vào dân, dựa vào núi, rừng Việt Bắc hiểm trở để có thể đánh địch. Ý thơ ở đây đã mở ra một cái không khí một cái không khí đầy cam go à đầy căng thẳng. Đầy căng thẳng. Khi giặc tìm mọi cách giặc tìm mọi cách để truy sát. Đúng không ạ? À? Để hồng dập, để hồng dập tắt phong trào cách mạng. Phong trào cách mạng. Phong trào kháng chiến của ta. Được không ạ? À? Phong trào kháng chiến của Quân dân ta đúng không ạ à? đặc biệt là ở việt bắc đúng không nào thì các bạn có thể thấy rằng là mới chỉ có một cái câu thơ đầu tiên thôi đã gợi ra cho chúng ta một cái không khí trong những ngày đó đó là những cái ngày mà bọn giặc nó truy lùng nó truy sát nó muốn dập tắt tất cả phong trào cách mạng của ta nó muốn dập tắt phong trào kháng chiến của quân và dân ta đúng không ạ à? vậy thì có thể thấy rằng đây là những cái ngày tháng rất là khó khăn của quân và dân ta trong những năm tháng chiến đấu đó đây đúng không ạ và bên cạnh đấy thì nhưng mà các bạn ơi chúng ta có thể thấy trước một cái hoàn cảnh gian khổ như thế thì vai trò của thiên nhiên và con người việt bắc và con người việt bắc đã được khẳng định được không ạ à? đã được khẳng định trong những ngày chiến đấu đó và cụ thể với ba câu thơ rừng cây núi đá ta cùng đánh tây rừng cây núi đá ta cùng đánh tây Núi răng thành lũy sắt dày Thành lũy sắt dày Được không ạ? À? Rừng che bộ đội Rừng vây quân thủ Rừng vây quân thủ Được không ạ? À? Các bạn ơi, chúng ta có ba câu thơ này. Đây là ba câu thơ cho bạn đọc thấy được rất rõ trong những cái ngày tháng đầy cam go ấy thì thiên nhiên Việt Bắc và con người Việt Bắc đã hỗ trợ cho kháng chiến như thế nào. Chúng ta có thể thấy trong bài thơ Việt Bắc thì nhà thơ Tố Hữu đã rất nhiều lần nhắc đến đại từ ta, đúng không ạ? thế nhưng mà so với cái đoạn thơ trước thì đại từ ta xuất hiện ở đây cùng với đại từ gì nhở bình thường ấy là nhưng so với đoạn trước đại từ ta thường xuất hiện cùng với từ mình để tạo nên một âm điệu chữ tình ngọt ngào ta với mình mình với ta đấy lòng ta sau trước mặt mà đinh ninh đúng không ạ à? thì ở câu thơ này đại từ ta lại xuất hiện nhưng lại mang một cái nghĩa khác được không nào đại từ ta này mang một cái nghĩa khác và cái nghĩa biểu hiện ở đây đó chính là chúng ta là dân tộc là đất nước các bạn ạ à? được không ạ à? rừng cây núi đá ta cùng đánh tây nó là một cái sự đồng lòng và ta ở đây chính là chúng ta là dân tộc là đất nước bởi thế nó mang một cái âm điệu sử thi hào hùng được không ạ? À? Mang một âm điệu sử thi hào hùng. Bên cạnh đấy nhá, chúng ta còn thấy là tác giả còn sử dụng cái biện pháp tu từ nhân hóa. Đúng không ạ? À? Rừng cây núi đá ta cùng đánh tây. À biến gì ạ? À? Rừng cây này. Núi đá này đúng không núi này phải không ạ à? đấy các bạn nhìn thấy rừng và núi bây giờ được nhân hóa này. để tạo thành gì ạ à? dường như đang hòa cùng với con người hòa cùng với con người để làm gì đấy để tạo nên một khối sức mạnh tạo nên một khối sức mạnh À tạo nên một khối sức mạnh đánh đuổi quân xâm lược đánh đuổi quân xâm lược được không ạ à? đánh đuổi quân xâm lược các bạn có thể thấy là nhờ có cái biện pháp nhân hóa này mà rừng cây không còn là rừng cây hay núi đá không còn là những cái sự vật của tự nhiên vô tri nữa mà nó đã được hiện lên vô cùng sống động nó thể hiện cái tình cảm gắn bó sự đoàn kết đồng lòng của cả con người việt bắc của cả thiên nhiên việt bắc với cuộc chiến lúc bấy giờ được không ạ à? thể hiện cái sự đồng lòng và sự đồng lòng ấy đó là sự đồng lòng của gì ạ à? à của thiên nhiên và cả con người cho cuộc chiến đấu gian khổ và ác liệt đó ok chưa ạ à? hãy chú ý giúp chị nhé thì đây là cái câu đầu tiên rừng cây núi đá ta cùng đánh tây đến câu thơ thứ hai này núi răng thành lũy sắt dày các bạn có thể thấy cũng giống như là ở câu thơ trên khi có rừng cây núi đá thì núi non không chỉ là biểu tượng cho cái sự hùng vĩ của đại ngàn mà nó còn mang sức mạnh để bảo vệ tổ quốc đúng không ạ núi bây giờ được không ạ à? núi cũng với biện pháp nhân hóa bây giờ đã trở thành gì đấy ạ à? đã trở thành một tấm lá chắn vững chắc trở thành một tấm lá chắn vững chắc tựa như sắt như đồng à được không ạ à? và không có kẻ thù nào không có kẻ thù nào có thể vượt qua được tấm lá chắn ấy sau này nếu như các bạn được học một cái chuyện ngắn đó là rừng xà nu của nhà văn nguyên ngọc nguyễn trung thành thì chúng ta cũng thấy là có một cái cánh rừng xà nu ở mảnh đất tây nguyên đầy nắng và gió đã trở thành một cái gì ạ đã trở thành một cái tấm khiên lớn để bảo vệ À, để bảo vệ cho dân làng, cho buôn làng xô man khỏi bom đạn của kẻ thù. Và ở đây chúng ta cũng nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là hình ảnh của núi răng thành lũy sắt dày, trở thành gì ạ? À? à, trở thành một cái tấm lá chắn vững chắc, tựa như sắt như đồng để bảo vệ cho gì ạ? À? Để bảo vệ cho quân và dân Việt Bắc ở thời điểm lúc bấy giờ không có một kẻ thù nào có thể vượt qua được. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là với cái hình ảnh này à, thì chúng ta đã thấy từ những cái sự vật thiên nhiên vô tri giống như chị nói cùng với các bạn thì bây giờ chúng ta thấy được ở đây đó chính là gì nhở? À, đó chính là hình ảnh của thiên nhiên đang hòa mình vào cái cuộc chiến đấu của con người và thiên nhiên cũng đã phát huy được cái vai trò của mình trong cuộc chiến đấu ấy được không ạ à? đấy là câu thơ thứ hai nhá câu thơ thứ ba dừng che bộ đội dừng vây quân thủ lại tiếp tục là hình ảnh nhân hóa và bây giờ hình ảnh được nhân hóa ở đây chính là dừng với gì ạ à? với cái hành động che bộ đội vây quân thủ à tức là giúp cho bộ đội và chống lại kẻ thù đúng không ạ à? chúng ta có thể thấy là cái kết hợp giữa cái việc là sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa và ngắt nhịp bốn bốn làm cho cái vế này cân xứng đã tái hiện hai nhiệm vụ rất rõ ràng của rừng cây của núi đá đúng không ạ à? và cụ thể ở đây là rừng rừng có khi hiểm trở có khi dịu dàng để che chở cho những người kháng chiến có khi lại mạnh mẽ như một thứ vũ khí sắc nhọn để có thể gì ạ? À? Tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ đất nước. Được không ạ? À? Thì các bạn có thể thấy ở đây đó chính là gì nhỉ? Đó chính là chúng ta thấy được cái nhiệm vụ rõ ràng, cái vai trò rõ ràng hơn của rừng và núi ở đây. Đó chính là thứ nhất chúng ta sẽ thấy rừng trở nên kiên quyết và giữ dằn đến cùng. Rừng trở nên... kiên quyết và giữ dằn đến cùng để gì ạ? À? Để vây quân thủ, để tiêu diệt quân thủ được không nào? Và chúng ta có thể thấy rằng có lẽ cũng chính bởi điều đó mà Việt Bắc trở thành gì ạ? À? Một cái vùng đất được coi là địa linh nhân kiệt và là càng làm sáng tỏ hơn cho cái nhận định đó là việt bắc chính là cái nôi à, cách mạng của dân tộc ta được không ạ chúng ta hãy chú ý giúp cho chị nhá. bên cạnh đấy thì à, chúng ta cũng thấy là gì nhỉ? À, rừng cũng dường như trở thành một cái người mẹ thiên nhiên giang cái đôi tay của mình ra để che chở cho những đứa con của mình đó chính là hình ảnh của những người uh, bộ đội trong những cái năm tháng ấy. Vậy là ở đây đó chính là rừng uh, che bộ đội khi thì dịu dàng, phải không ạ? À? Để che chở để bao bọc cho những con người kháng chiến. Cho những con người kháng chiến. Được không ạ? À? Thế thì ở đây chúng mình có thể thấy rằng là thực sự với ba cái câu thơ này thì tố hữu đã thổi hồn cho thiên nhiên việt bắc để làm cho mỗi ngọn núi mỗi cánh rừng được không ạ à? đã trở thành người đồng hành với quân và dân ta trong gì nhở trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và sức mạnh thiên nhiên đã hòa quyện đã hòa quyện với sức mạnh của con người với sức mạnh của con người được không ạ à? để tạo thành sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại. À các bạn chú ý giúp cho chị nhá. Và càng khẳng định rằng Việt Bắc chính là cái nôi của cách mạng à chúng mình ơi. Chúng mình có ghi kịp không ạ? À? Hay là nhanh quá nhở? Ok chưa nào? thì đây sẽ là những cái phần thông tin đầu tiên với bốn câu thơ đầu tiên các bạn có theo kịp không thế chúng mình có theo kịp không ạ à? các bạn có theo kịp không ạ à? các em ơi các bạn có theo kịp không các bạn có theo kịp những cái phần thông tin mà chị vừa cung cấp không ồ oh, chị hiên tốc độ gõ bàn phím của chị hiên thì phải nói thật là siêu nhanh luôn nhá đây là còn đang giảm tốc độ nhá chị uh, dạy nhiều nhiều lớp như thế này bằng hình thức như này rồi thế sau các bạn ấy tuần bảo là chị ơi em nói thật em 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 để theo kịp những cái gì chị viết thì em muốn rời cánh tay của em ra luôn em không làm chủ được cánh tay của em nữa rồi kiểu kiểu thế các bạn ơi các bạn có theo kịp không chúng mình có theo kịp không thế ok nhá nhất trí nhá có hiểu bài không ạ có hiểu bốn câu đầu tiên không ạ Chúng mình cùng đến với hai câu thơ tiếp theo nha. Hai câu thơ tiếp theo chúng ta có đấy chính là đất trời ta cả được không ạ? À? Chúng ta có hai câu thơ tiếp theo đó chính là mênh mông bốn mặt sương mù. Bốn mặt sương mù. Đất trời ta cả chiến khu một lòng. À được không ạ? À? Chị sẽ trích luôn bốn câu tiếp theo ra nha chị sẽ trích luôn bốn câu tiếp theo nhé ai về ai có nhớ không ta về ta nhớ phủ thông đèo giàng nhớ sông lô nhớ phố ràng nhớ từ cao lạ là... nhớ sang nhị hà ok được không ạ à? ở đây chúng mình có này hai câu thơ tiếp theo đây là hai câu thơ viết về hình ảnh của chiến khu việt bắc với thiên nhiên khắc nghiệt nhưng mà gì ạ à? chúng ta có thể thấy là ở đó cũng thể hiện được cái tinh thần, được không ạ? Ở đây chúng mình sẽ thấy nhá, vừa là miêu tả về thiên nhiên khắc nghiệt, tức là cái sự đối lập đây ạ. Thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng mà đó cũng là cái lòng quyết tâm của quân và dân ta. Lòng quyết tâm của quân và dân ta. Ok chưa ạ? Vừa là biểu hiện cho thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng mà vừa biểu hiện cho cái gì đây ạ? Cái lòng quyết tâm của quân và dân ta thì được thể hiện rất là rõ ở trong hai cái câu thơ tiếp theo này. Mênh mông bốn mặt xương mù, đất trời ta cả chiến khu một lòng. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy này, thứ nhất đó là hình ảnh trời đất Đúng không ạ? Thứ nhất là trong một cái không gian rất rộng lớn Phải không ạ? Nhưng mà bây giờ đang bị chìm lấp Bị chìm lấp Trong Bị chìm lấp Trong xương răng khắp lồi Trong xương răng khắp lồi Được không ạ? Và chúng ta có thể thấy là khiến cho cái khung cảnh ở đây Khiến cho khung cảnh vùng đất này trở nên uy linh Dường như chúng ta nhìn thấy một cái sức mạnh bí hiểm nào đó ở đây Đúng không ạ? Và cũng lãng mạn nữa Xương mà Xương bây giờ phủ lấp mà Đúng không ạ? Vừa uy linh nhưng cũng không kém phần lãng mạn thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ rõ ràng là nhìn vào trên cái khía cạnh này thì dù giữa một cái biển sương mù với đầy những cái khó khăn con người vẫn không hề mất đi cái vẻ đẹp lãng mạn của mình và với cái hình ảnh chọn lọc đó là mênh mông bốn mặt sương mù thì chiến khu bây giờ mang một cái nét đặc trưng đó là sự rộng lớn đồng thời thể hiện cho sự phát triển của kháng chiến Chiến khu giải phóng ngày càng được mở rộng hơn Được không ạ? À? Với cái hình ảnh là mênh mông bốn mặt sương mù ấy Thì chiến khu Đúng không ạ? À? Chiến khu mang nét đặc trưng Đó là rộng lớn Và điều đó thể hiện cho cái gì nhỉ? Thể hiện cho sự phát triển của kháng chiến cuộc kháng chiến chiến khu đã được giải phóng và mở rộng hơn được không ạ à? thì đây là cái câu thơ tiếp theo nhá chúng mình có thêm một câu thơ nữa ạ đất trời ta cả được không ạ à? trận đất trời ta cả chiến khu một lòng À các bạn ơi chúng ta có thể thấy rằng là gì nhở À chúng ta có thể thấy đây là một cái lời khẳng định Là một cái lời khẳng định Giống như là gì nhở Trời xanh đây là của chúng ta Núi rừng đây là của chúng ta À các bạn biết bài thơ đó không Các bạn biết bài thơ đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi không À trời xanh đây là của chúng ta Núi rừng đây là của chúng ta à các bạn ơi chúng ta có thể thấy rằng là uh, nó thể hiện cái chủ quyền nó giống như một cái sự tuyên bố về chủ quyền và chúng ta thấy rằng là gì nhở à chúng ta có thể thấy rằng là cái chủ quyền đó được thể hiện qua một cái lời khẳng định à chủ quyền vùng giải phóng được không ạ à? chúng ta có thể thấy là có một cái sự tương phản như chị đã nói một bên là mênh mông bốn mặt xương mù tức là một cái giàn trải một cái mênh mang một cái mênh mông thì lại đối lập với đó là một cái giống như một cái mũi nhọn một cái mũi tên nhọn hướng về phía trước ấy đó chính là gì nhở đó chính là đất trời ta cả nhưng mà chiến khu thì chỉ có một lòng đúng không ạ à? mênh mông bốn mặt và chiến khu một lòng dường như là chúng ta có thể cảm nhận được cả vũ trụ hay nói cách khác là cả gì ạ à? cả núi rừng việt bắc cả núi rừng việt bắc giờ đây đang cùng nhìn về một hướng đang cùng nhìn về một hướng và chúng ta có thể thấy là cái đang nhìn về cùng một hướng ở đây đó chính là gì nhỉ đó là hướng về cuộc chiến đấu hướng về cuộc chiến đấu hướng về gì nhỉ hướng về một lòng bảo vệ quê hương đất nước sứ mệnh một lòng bảo vệ quê hương quê hương đất nước được không ạ à? và chúng ta có thể thấy rằng đây chính là cái tinh thần đoàn kết của nhân dân ta được không ạ à? chúng ta có thể thấy cái câu thơ này giống như là một cái lời khẳng định núi giống rất là giống với cái đoạn thơ mà trong bài thơ đất nước của nhà thơ nguyễn đình thi mà chị đã nhắc nhớ cùng với chúng mình Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng bát ngát, những ngà đường, những cánh đồng thơm mát, những ngà đường bát ngát, những dòng sông đỏ lặng phù sa. Những dòng sông đỏ nặng phù sa nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ quất đêm đêm gì dầm trong tiếng đất những buổi ngày xưa mọc vọng nói về. Và chúng ta đều biết rằng để có được một cái, để có được một cái lời khẳng định ấy thì rõ ràng Chúng ta đã trải qua những ngày Ôi những cánh đồng quê máu chảy Dây thép gai đâm nát trời chiều Những đêm dài hành quân nung nấu Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu Từ những năm đau thương chiến đấu Đã ngời lên nét mặt quê hương Từ gốc lúa bờ che hồn hậu Đã bật lên thành những tiếng tâm hồn Bát cơm chan đầy nước mắt Bay còn rằng khỏi miệng ta Thằng giặc tây thằng chúa đất Đứa đè cổ đứa lột ra xiềng xích chúng bay không quá được trời đầy chim và đất đầy hoa súng đạn chúng bay không bắn được lòng sân ta yêu nước thương nhà đúng không ạ và để rồi súng nổ rung trời giận dữ người lên như nước vỡ bờ nước việt nam từ máu lửa rũ bùn đứng dậy sáng loà các bạn ơi những con người trong năm tháng ấy đó là những con người mang trong mình một cái lời thề ra đi quyết tử cho tổ quốc quyết sinh các bạn ạ ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt như mẹ cha ta như vợ như chồng ôi tổ quốc nếu cần ta chết cho mỗi ngôi nhà ngọn núi dòng sông được không nào và họ mang theo bóng hình của đất nước họ mang theo cái trái tim của một con người gì ạ dành trọn vẹn cái tình cảm của mình cho đất nước và có lẽ cũng chính bởi vì điều đó mà chúng ta cảm thấy rằng là trong những cái năm tháng ấy thì tinh thần đoàn kết của quân và dân ta đó là một cái sức mạnh cực kỳ lớn lao để giúp cho chúng ta có thể đạt được những cái gì ạ à? những cái chiến thắng trong cách mạng và để đi hướng tới giải phóng đất nước đòi lại độc lập và chủ quyền cho đất nước việt nam được không nào các bạn ơi các bạn có hiểu những cái phần mà chị vừa chia sẻ ở phía trên không ạ đấy là hai câu thơ tiếp theo nhá chúng mình có thêm bốn câu thơ nữa ở đây ai về ai có nhớ không ta về ta nhớ phủ thông đèo giàng nhớ sông lô nhớ phố giàng nhớ từ cao lạng nhớ sang nhị hà à chúng mình có bốn câu thơ tiếp theo ở đây ạ và đây là bốn câu thơ nói về nội dung sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc đã làm nên những chiến công vang dội à đây là gì ạ à? những địa danh những địa danh gắn với chiến công vang dội hãy chú ý giúp chị nhé được không nào chúng ta có bốn câu thơ tiếp ở đây ạ à. các bạn hãy chú ý giúp cho chị này ở đây trong bốn câu thơ này, nếu như xuất hiện nhiều nhất thì có lẽ đó chính là những cái địa danh được đề cập. Và mỗi cái địa danh này thì đều gắn với những cái thắng lợi huy hoàng của nhân của quân và dân ta. Được không ạ? À? Chúng ta có thể thấy bắt đầu là một cái câu hỏi tu tử. Và cái câu hỏi tu từ này dường như đang thể hiện cái niềm vui to lớn. Không cần câu trả lời đâu ạ. À. Đang thể hiện một cái niềm vui to lớn trước. Gì ạ? À? à trước những cái chiến thắng vẻ vang của dân tộc trước những chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta được không ạ à? và ngay sau đó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi ở phía trên ngay ta về ta nhớ ta về ta nhớ vừa là một cái câu trả lời nhưng đồng thời cũng là một câu khẳng định đồng thời cũng là một cái lời khẳng định thể hiện sự tự hào trước những chiến công oanh oanh liệt liệt đó đúng không ạ thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé cụ thể những chiến công nào đã được nhắc tới ở đây thế chúng ta thấy này bằng phép liệt kê ở đây cụ thể là phép liệt kê thì nhà thơ tố hữu đã liệt kê các địa danh ở việt bắc gắn với những sự kiện quan trọng như là phủ thông này Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là phủ thông đèo ràng Phủ thông đèo ràng Ở đây là nơi diễn ra các trận hồi đầu Nơi diễn ra các trận hồi đầu Của Cuộc kháng chiến chống Pháp à Hay là trận sông Lô Sông Lô này phố ràng này ở đây là gì ạ à đây là nói đến cái trận sông lô trận sông lô đánh tàu được không ạ đánh chiếm tàu của pháp trong chiến dịch việt bắc trong chiến dịch việt bắc và trận và trận đánh đánh đồn phố ràng và trận đánh đồn phố Ràng. Được không ạ? À? Và trận đánh đồn phố Ràng. Được không ạ? À? À, chúng ta thấy rằng là tiếp tục đó chính là nhớ từ cao lạ. Thì ở đây muốn nhắc tới đó chính là cao bằng hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Được không nào? Thì ở đây năm 1950 ta đã giải phóng đúng không ạ ta đã mở chiến dịch giải phóng biên giới việt trung các bạn nhá giải phóng biên giới việt trung có thể thấy đó là những cái chiến công tiêu biểu góp phần quan trọng mang tính quyết định thắng lợi của kháng chiến những chiến công tiêu biểu góp phần quan trọng trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp được không ạ? À? Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Rõ ràng là những cái bước đi đầu tiên với những cái chiến thắng ấy, nó đã làm thay đổi cục diện chiến trường và tạo thế tạo lực cho cuộc kháng chiến của chúng ta dù rằng lúc bấy giờ chúng ta biết rằng là thực dân pháp là một cái gì ạ là một cái kẻ địch rất là mạnh thậm chí là một cái kẻ địch mạnh hàng đầu thế giới lúc bấy giờ thế nhưng mà chúng ta không hề đối diện với điều đó bằng một cái sự sợ hãi chúng ta đối diện với điều đó bằng một cái lòng quyết tâm và chúng ta đã làm từng bước nhỏ đúng không ạ chính những cái bước đầu những cái bước chân đầu tiên ấy đã làm nên một cái hành trình trường trinh vạn dặm đầy oanh oanh liệt liệt của quân và dân ta đúng không ạ những bước đầu tiên quan trọng ấy đã làm thay đổi cục diện của chiến trường tạo thế và tạo lực cho cuộc kháng chiến củng cố thêm niềm tin của quân và dân ta để đi đến thắng lợi cuối cùng các bạn hãy chú ý giúp chị nhé ở đây chúng ta thấy rằng là trong đoạn trong bốn câu thơ này thì điệp lại rất nhiều lần từ nhớ đúng không ạ nhớ ở đây là nhớ đến những trận đánh là nhớ đến những trận đánh những chiến công những chiến công oanh oanh liệt liệt và đó là thể hiện cái niềm tự hào của những con người được góp sức của mình tham gia vào cuộc chiến ấy được không ạ chúng ta đều biết không có chiến thắng nào là không phải trả giá và có lẽ không nhớ đến gì ạ có lẽ họ không nhớ đến những chiến công oanh oanh liệt liệt mà có thể ở đây họ cũng đang nhớ về những kỷ niệm bên những người đồng chí đồng đội của mình khi mà chúng ta đều biết là cái giá của độc lập tự do mà chúng ta đang có ở thời điểm hiện tại được đánh đổi bằng máu xương của rất nhiều thế hệ cha ông thế hệ cha anh đã đi trước đúng không ạ và có lẽ cũng chính bởi cái lý do đó mà để đến thời điểm bây giờ chúng ta lại càng gì ạ? À chúng ta lại càng hiểu được và trân trọng được cái giá trị gì ạ? Giá trị của độc lập ở thời điểm hiện tại. Được không nào? Các bạn hãy hãy chú ý giúp cho chị nhé. Các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhé. Có thể thấy rằng là văn học chưa bao giờ rời xa cuộc đời cả học những cái tác phẩm mặc dù đã ra đời từ rất nhiều năm trước rồi thế nhưng mà nó vẫn gửi gắm đến chúng ta một cái bài học thông điệp nào đó và có lẽ bài học ngày hôm nay à, chúng ta nhận được khi học xong bài thơ việt bắc đó là để có được hòa bình và độc lập như ở thời điểm hiện tại thì đã phải đánh đổi bằng rất nhiều máu xương của thế hệ cha ông thế hệ cha anh đi trước đúng không ạ à? giọng thơ ở trong đoạn thơ này khi thì sôi nổi khi thì trầm lắng, lúc thì mạnh mẽ mãnh liệt trong niềm vui, để cho bạn đọc dường như đang hòa mình vào trong cái niềm vui lớn của dân tộc, niềm vui vẹn tròn khi đất nước hoàn toàn tự do, khi thì lại sâu lắng ngọt ngào để diễn tả cái nỗi nhớ vơi đầy rào rạt trong trái tim của nhà thơ. Đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là chỉ có thể thấy là với 10 cái câu thơ này chúng ta đã nhìn bằng rất là nhiều những cái biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng thì uh, trong cái nỗi nhớ của người về xuôi đã mang lại cho bạn đọc một cái không khí trong những cái tháng ngày chiến đấu đó đó là những cái không khí nóng hổi trong những cái cuộc kháng chiến đỉnh điểm của dân tộc đúng không ạ và đoạn thơ cũng đã giúp cho chúng ta nhìn nhận về thiên nhiên việt bắc với rừng núi uh, với rừng núi này đúng không ạ À, vừa lãng mạn vừa bao la vừa rộng lớn thế nhưng mà chúng ta cũng cảm nhận được một cái khối đại đoàn kết toàn dân cùng với một cái niềm tin vào chiến thắng cuối cùng của quân và dân ta để từ đó chúng ta có thể thấy chúng ta đi đến một cái khẳng định việt bắc chính là cái nôi nuôi dưỡng của cách mạng được không ạ à? vừa là cái nôi cũng chính là nơi nuôi dưỡng của cách mạng các bạn ơi, các bạn đã hiểu 10 câu thơ này chưa ạ? Các bạn có theo kịp chị không? Cùng xác nhận lại giúp cho chị nhá. Được không ạ? Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8+ cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.